hóa ra là Loan này. Dạ. Con cô nó làm đây, con dâu á. Dạ. Ừ. Nó cũng bị y như cô, nó bị mụn kiểu khác, như kiểu khác. Dạ. Cô là bị mụn đá nè. Nó đau cô nghe. Mụn đá là sẽ đau. Ngọc trai mi. Thấy nhiều cái mặt mụn kinh khủng nha. Dạ. Xí con cô dùng có dùng iPhone nào? Không iPhone nào dùng. Cô tưởng mà cô dùng iPhone thì cũng bắn qua. Nè. Bắn qua cho cô về cô xem. Thôi. Xem tình trạng xem video. Buồn buồn ngồi xem tí. Không của cô á, cô xem của cô à, nè. Cô à, chẳng đã của mình á. Thôi thôi đừng xem. Không xem. Ba trong kính. Ba trong da. À, phải cắt mà là cái tim tê vô là phải bóc á, cái mỡ mất á, chứ không phải là thịt thừa nữa. Xíu nữa tim tê làm sao, chữ cũng đau chứ xíu nữa con làm cái kia không đau đâu cô. Đúng rồi, đau này cũng không ăn thua chi. Mỡ này nhiều người bị lắm, người lớn là hay bị. Em gái cô cũng phải đi lấy. Đi bệnh viện đúng không cô? Không biết nó làm đâu, nó bảo làm chỗ thẩm mỹ mà không biết làm đâu, nhưng nó ở Hà Nội cơ. Như cục mỡ chứ. Nó ở ngoài Hà Nội cơ, nhưng ở đây. Dạ. Cục này lâu đời rồi. Lì trăng
Nhàng biết diễn ảo thuật đó nghe bài. Nói chuyện nhàng biết diễn ảo thuật đó nghe. Nói nhàng ảo thuật cho. Giờ là tối nay nhàn diễn cho mọi người coi. Rồi mà cảm giác thấy nó đập không đúng không? Đúng đó. Làm ra đó. Cái nó dèo mà. Mi mặt cái chị. Từ nhà dễ mi vui. Làm ra đó. Mà cái nó dễ mà, trên mạng bài mà. Mạng bài hết gì. Ghê ồn. Do cái tài diễn xuất của mình thôi. Bà Nhan bà diễn là nhìn ra trăng. Nhìn thấy rồi. Ông la mà ông còn múa máy đồ là không thấy. Chứ nhàn. Tức như họ nói thì họ đánh lạc hướng. Còn đây là chỉ làm thôi. Đau lắm không cô? Không, không à, sao đâu. Rồi, rồi thì chắc là quất luôn cái mặt. À, hỏi là kết thúc tăng cân đó của phải của nhà không kìa? Ừ, nhà ơi. Trước có người gửi đồ 3 lọ tăng cân của nhà hả? Ở dưới nhà á. Lấy tên hả? Chị Lý lấy là phải. Mình biết thì có ai gửi quà cho mình đi. Mình đâu có muốn tăng cân đâu. Nhà muốn cho anh tăng cân. Cho anh có sức khỏe. Thấy tăng cân là biết của ai luôn gì đó này. Trên này yếu quá. Luyện hồi trước không có nổi một tên là mất ngủ luôn. Như luyện ở đâu? Luyện uống mà mất ngủ. Luyện đau ốm luyện xì cây thôi. Lì trăng rồi trời. Đứa mò rảnh thì làm chi lo làm đi ngay. Chứ xí nữa, xí túi mà đừng có... Với lại thật ra đi đi bình thường, mình đừng làm lô ố quá. Họ chủ sĩ chưa lo chi mình, đúng không? Để dành cục to to nữa xí nữa. Vô mang mở đầu 9 phút rồi đó. Đây là mụn vài chục năm nay là mới đã. Còn mà mụn nặng miết nữa không? Bây giờ có mụn này. Chưa được. Thấy hơi giống giống rồi đó.